Và như thế thì ở cái lớp 11, 12 đó thì chúng ta bắt đầu mơ hồ thôi. Chúng ta trả lời chúng ta câu hỏi là chúng ta sống để làm gì? Em hãy cứ lang thang dưới những tán cây, hãy cứ gối lên đôi chân anh suốt ngày. Nếu muốn hát lên cho thêm huyền não, đâu cần phải ngó quanh, vì trái đất kia là của chúng mình. Anh sẽ nói yêu em từ ngày đến đêm, sẽ vẫn đón đưa em dù đường sẽ xa thêm. Vứt hết những thói quen không quan trọng để an ủi em mỗi khi bất bình. Thời gian ấy của riêng chúng mình. Và nếu một ngày em lỡ quên ngày anh đứng bên hiên một tuần chờ em bước tới, sẽ ngân nga về em đôi lời, về năm tháng đẹp tươi mình từng bên nhau mãi không xa rời. Những ngày ta sẽ vui, những ngày em bên anh đưa tay ta hái sao trên bầu trời, lời hứa ghi trên bờ môi. Sau một mai thế giới kia ngừng trôi, ôi những ngày mà ta đôi mươi dành tất cả nhiệt thành để yêu một người. Xin nhắc lại, chỉ ít phút nữa thôi, chuyến tàu thanh xuân của quý khách chỉ còn là ký ức.